Như vậy là chuông linh thứ ba hồi dục thúc, tất nhiên là cái hồi thứ ba là lúc đó Đức Phật thuyết lên trong bộ kinh Diệt Pháp. Liên qua xong rồi thì Đức Phật thực hiện là ba hồi dục thúc. Rồi bây giờ để trở lại giáo pháp của Đức Thầy, có phải có ba hồi không? Cái hồi thứ nhất tất nhiên là Đức Phật Thầy Tây An ra đời năm 1849 đến năm 1856 ngày tịch diệt là được 7 năm, là một hồi. Một hồi. Rồi đến một cái hồi thứ hai nữa là Đức Phật Trùm, là năm 1868 đến năm 1875, cũng 7 năm, hai hồi. Rồi bây giờ là bên cạnh đó tất nhiên là ông Đức Bổn Sư Dương Sư Giải Bán Khoai, rồi trong khi đó đó là không, Đức Thầy không có nhắc tới, không có đề cập. Mặc dù là năm lần chuyển kiếp quá thân để mà độ chúng sanh, nhưng mà Đức Thầy chỉ nhắc trong giáo lý là một là Đức Phật Thầy Tây An, hai là Đức Phật Trùm, kế đó là Đức Thầy ra đời. Mà trong 80 câu đó là nó có 10 bài, mà trong 10 bài đó là mỗi bài 8 câu. Mà ở đây coi như là đồng đạo mới nêu lên trong đó là hai câu. Hai câu đó là tín nữ thiện nam gìn mối đạo dùng cho năng lốc cái chi chi. Hay chưa quý vị? Vì vậy cho nên hai câu này đó thì nó nằm ở trong hai cái câu chót của cái bài. Hai câu chót của cái câu bài của bài Tỉnh Bạn Trần Gian. Thì đồng đạo mới đeo lên đó là cứu khổ nam mô vô lượng phước diệt nàng tu nghị của tiên kinh. Thì ở nơi đây đó là qua hai cái từ này đó là cứu khổ nam mô, mà nam mô đó là đại diện cho cái từ là chúng ta niệm nam mô A Di Đà Phật. Vậy cho nên nó nam mô tất nhiên là muốn nói qua nam mô A Di Đà Phật là tùy hành lục tự, nhưng mà Đức Thầy chỉ nói nam mô thôi. Ví dụ như những cái đoạn khác Đức Thầy cũng nói nam mô, nhưng mà thật sự ra đó là cái câu hồng danh, là được thảnh thơi nhờ chữ nam mô cũng nói nam mô. Rồi á, là chữ nam mô á, là dẹp được lòng sầu sao thấy được nhà tiên cửa thánh cũng nói nam mô, thấy không? Rồi chỗ khác Đức Thầy nói là chữ nam mô trì giới giữ chay, chay được tánh chay tâm mới quý, thì cũng nói nam mô. Thì bây giờ nói nam mô tức là nam mô A Di Đà Phật. Vậy thì bây giờ cứu khổ nam mô là cứu khổ cho tất cả các chúng sanh là nhờ cái câu hồng danh nam mô A Di Đà Phật. Nếu như lâm phải nạn sầu, khuyên con thường niệm mật câu Di Đà, chẳng những được trừ tà diệt quái, lại còn thêm thoát ải cây trong. Con đừng hèn nhát nơi lòng, Tây Phương có Phật hộ từng ngày đêm. Cho nên nhờ cái câu Nam Mô A Di Đà Phật mà cứu khổ cho tất cả các chúng sanh. Vì vậy cho nên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta đó là cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật là chữ Nam Mô dẹp được lòng sầu, tất nhiên là không còn buồn, không còn khổ, mà không còn tai nạn, là tai ách gì hết. Cũng như hồi xưa đó là ông Tam Tạng Tề Thiên Bát Giái Sa Tăng mà đi thỉnh kinh, là bốn thầy trò đi thỉnh kinh đó, thì bây giờ ông Tam Tạng gặp phải 81 nạn. Nhưng mà trong 81 nạn của coi như là ông Tam Tạng thì không có cái cách gì giải cứu bằng cái câu Nam Mô A Di Đà Phật. Ông chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà tất cả các nạn tai gì cũng vượt qua hết. Nên hôm nay Đức Thầy còn nhắc lại là lúc Tam Tạng Tây Phương quyết đáo bị lòi yêu làm bạo lắm phen, Đức Từ Bi phải lộ trắng đen, lôi âm tự cũng đi đến chốn, đi dọc đường yêu tinh làm hỗn, thấy đường tăng thâm thực muốn ăn, mới nhờ môn đồ Bát Giái Sa Tăng với Đại Thánh Tề Thiên Phú Giấc nhờ lòng sáu chữ nhớ không có ngớt thì nạn tai cũng thoát như không. Thì đó là cứu khổ nam mô. Nhưng mà ở đây là Đức Thầy cho chúng ta biết cứu khổ nam mô tất nhiên là tất cả cái khổ của chúng sanh như thế nào đó. Thì bây giờ chúng ta như là thi hành cái câu Nam Mô A Di Đà Phật là mọi vấn đề khổ não đều nó vượt qua hết. Nhưng mà nó còn thêm được cái nữa, vô lượng phước, chẳng những cứu khổ mà nó còn có phước vô lượng. Bởi vì cái câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật là cái phước vô lượng không thể nào tưởng tượng được. Cho nên cái người nào mà hành trì cái câu Nam Mô A Di Đà Phật mà được thanh tịnh có hà sa công đức lành, năng trừ tất cả các chướng ngại mà diệt tận nguồn gốc chư minh. Cho nên chỉ một câu Nam Mô A Di Đà Phật thôi mà cái phước đức coi như là không thể tưởng tượng được. Cho nên ở đây là Đức Thầy nói ai mà trì hành được cái câu Nam Mô A Di Đà Phật đó tất nhiên là được phước vô lượng. Phước vô lượng. Nhưng mà so lại đó thì Đức Thầy mới nói qua cái câu kế đó là diệt nàng tu rỉ hữu tiên kinh.
là hồi xưa đó, nếu như ai mà muốn cứu khổ đó, hay là muốn diệt cái tai nạn đó, là phải trì kinh cứu khổ. Trì kinh cứu khổ là vô ngại đại bi tâm đà la ni hắc ra đắc na đó, hoặc giả là những cái đoạn kinh của mà trong kinh cứu khổ đó, là tầm thinh cứu khổ của Phật Quan Thế Âm Bồ Tát đó, là thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. Nhưng mà trong cái đoạn kinh cứu khổ nó có cái đoạn sau đó, tất nhiên là tu rị tu đa vị ta bà ha. Như vậy là danh từ tu rị của Đức Thầy là muốn nói qua cái như là bộ kinh cứu khổ. Mà ai muốn cứu khổ được đó, thì bây giờ phải đọc lên cái bộ kinh là tu rị tu đa vị ta bà ha. Nhưng mà bây giờ Đức Thầy cho chúng ta biết cứu khổ Nam Mô Vô Lượng Phước Diệt Nạn Tu Rị của Thiên Kinh. Thiên Kinh tất nhiên là ở trong kinh đó, nó có cái thiên đó. Mà ở đây là Đức Thầy nói thôi, trong thời kỳ Hạ Quân hoặc Pháp này, bây giờ nếu như ai coi như là muốn cứu khổ, muốn diệt nàng, khỏi cần phải tu rị tu rị, mà chỉ cần Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật là công năng cứu khổ. Nam Mô A Di Đà Phật lại có phước vô lượng, bởi vì chúng sanh trong cõi trần này là tạo ra cái tội vô lượng. Là Đức Phật bảo cho chúng ta biết, nếu như cái tội của chúng sanh tạo ra mà nó có hình tướng đó, là chứa chất đầy hư không, không thể là tính đến được. Đó là cái tội vô lượng hàng ngày mà chúng ta đã tạo. Thì bây giờ là chỉ có câu Nam Mô A Di Đà Phật thì bây giờ mới có phước vô lượng. Mà đã được có cái phước vô lượng thì bây giờ trừ được cái tội vô lượng, chứ bằng không có mà cái phước vô lượng này là cái tội vô lượng làm sao trừ được. Cho nên chúng sanh tạo tội vô lượng đi chăng, thì bây giờ nhờ cái câu Nam Mô A Di Đà Phật mà là phước vô lượng để trừ được cái tội vô lượng. Rồi bây giờ nếu như chúng ta gặp phải cái như là tai nạn khổ sở dập dồn như thế nào đó, thì bây giờ khỏi cần phải tu nghĩ tu đa nghĩ ta bà ha gì hết, mà chỉ cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật là thay vì cái danh từ tu nghĩ đó. Giờ thử hỏi chứ quý vị, bây giờ cái đoạn kinh hồi nãy tôi đọc sơ qua, vậy quý vị mình có thuộc không? Nếu mà không thuộc thì bây giờ vô ngại thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà ly đi, tâm đà ra ni hát ra đắc na, dài tới quý vị coi như là ai coi như là chiên trì nắm đó nghe là mới thuộc. Còn bây giờ đó nghe là cái câu Nam Mô A Di Đà Phật nghe là nam phụ lão ấu già trẻ bé lớn gì cũng đọc được hết, cũng thuộc được hết và cũng trì được hết. Cho nên nó là cái câu Nam Mô A Di Đà Phật là cái câu này rất dễ, mà dễ hành mà lại cái câu hành rất lớn, thành công cao mà mau có hiệu quả, trời càng gọi đạo lành càng tỏ, na nhầm thời định độ trùng hưng. Tự nhiên tất cả chúng sanh biết câu luật tự, không cần giải cho, ai cũng biết được hết trơn. Còn cái tu rỉ tu đa rỉ ta bà ha này bây giờ có được bao nhiêu người biết, thì bây giờ không biết là tu rỉ tu đa rỉ gì hết thì giờ Nam Mô A Di Đà Phật đi. Thì bây giờ Đức Thầy mới so sánh lại hai câu đó, là cứu khổ Nam Mô Vô Lượng Phước là chúng ta muốn được cái sự cứu khổ, nó là cái phước vô lượng mà lại cứu khổ cho tất cả các cái khổ hạnh của mình. Rồi bây giờ trong thời kỳ này khỏi cần phải tu vị gì hết, mà bây giờ cần phải coi như là trì hành cái câu Nam Mô A Di Đà Phật, thì bây giờ những nạn tai gì coi như là cũng thoát khổ hết. Ví dụ như bây giờ gặp đau bệnh tai nạn khổ sở dập dồn chiến tranh vật giả gì không biết, nhưng mà trong khi đó là chỉ cần Nam Mô A Di Đà Phật là trong khi đó là giải quyết tất cả những khổ sở, phải không? Cho nên cái khổ, không có cái khổ nào bằng cái khổ chiến tranh, không có cái khổ nào bằng cái khổ dịch bệnh, không có cái khổ nào bằng cái khổ mà con người chúng ta phải là vướng vào trong cái cảnh mà sau này bị tà ma yêu quái. Nhưng mà Đức Thầy bảo cho chúng ta biết, nếu như gặp phải cái cảnh mà chiến tranh giặc giả là cái chết sắp tới một bên rồi đó, thầy khuyên con mặc niệm thường câu Di Đà. Rồi bây giờ là chấp hai tay ngó thẳng phương Tây, lòng không món việc đó đây, A Di Đà Phật niệm trời một câu thì cũng được nạn sầu thoát khổ, đó là cứu khổ. Thì cũng được nạn sầu thoát khổ nhờ hào quang Phật gọi vào thân, tiêu ma tiêu cát chướng trần như là cỏ úa lửa phần cháy qua. Chỉ một niệm cũng là thoát khổ, huống chi là niệm đặng dài lâu, dù cho muôn thảm ngàn sầu cũng tiêu mất cả như bầu không trung. Cho nên câu này là cứu khổ Nam Mô Vô Lượng Phước. Rồi ví dụ như bây giờ chúng ta gặp phải đau bệnh khổ sở gì đó, thì Đức Thầy mới bảo cho chúng ta đó nghe, là bây giờ cố gắng cái câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi. Cho nên niệm Phật có bốn thần linh,
thường thường ủng hộ bên mình hộ khang. Niệm Phật á, là tật bệnh tiêu tan, như xương tan nát mà như hồ nước trong. Cho nên Đức Thầy bảo cho chúng ta coi như là nếu như cố gắng mà hành trì được câu niệm Phật thì bây giờ tật bệnh cũng tiêu, tai họa cũng tiêu, khổ sở cũng tiêu, dịch bệnh gì cũng là cũng không có gì hết. Đó là cứu khổ. Vì vậy cho nên qua hai câu này chúng tôi cũng gãy gọn vậy thôi, là cứu khổ Nam Mô Vô Lượng Phước Diệt Nạn Tu Luyện Hữu Tiên Kinh. Tất nhiên là trong thời buổi Hạ Quân mà pháp này là không có cái pháp môn nào bằng cái pháp môn niệm Phật. Là một pháp môn đó là tớ ưu tối thắng, vào thời kỳ mật pháp dễ tu có một môn. Chỉ niệm A Di Đà Phật mọi tội lỗi tiêu tan, các chứng duyên biết mất, niệm Phật một lần thành thì đủ sanh về Phật quốc. Chỉ có câu Nam Mô A Di Đà Phật. Cái đó tất nhiên là những cái phương pháp mà chúng ta cần phải trì hành. Mà được trì hành như vậy thì cái việc gì cũng như là cũng thể vượt qua hết. À thôi thì hai câu giảng tôi chúng tôi trình bày gọn gọn vậy thôi nha. Xin trả lại cho vấn chủ vị kiến quý vị. Nếu có thì có thêm thì bạn không có. Xin phép cho thông qua. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Hỏi chứ hả? Thì vừa qua chú Tư đã trình bày hai câu giảng đã xong. Thì tiếp theo chương trình ghi vấn, mời mấy cô với mấy chú đồng đạo có hết gì đó. Có một câu hỏi nha. Nêu lên cái chuông linh cứu của hội Dục Thúc đờn loi âm cho diêm tay. Ông hỏi chuông linh cứu kiểu sao? Bè giống chuông chùa hay chuông nhà thờ không? cái ai đánh cái chuông đó? Hay đó. Mà sống sản nó ấy đó. Yes. Cũng hỏi câu đó, cái chuông linh cứu kiểu sao? Giống tiếng chuông chùa không? Ở đâu đánh đó? Dạ. Yeah. Rồi như câu hỏi. Rồi. Cho dạ cho tay quý vị. Hai câu giảng được đồng đạo nêu lên đó là chuông linh cứu ba hồi dục thúc đờn lôi âm khởi địa im tai, con lành duyên khá chở gót hài điên quyết chí dắt người đến tục. Hai câu giảng đó là được đồng đạo nêu lên, chúng tôi được biết là được trích từ trong cái quyển trong cái bài Diệu Pháp Quang Minh. Và cái bài Diệu Pháp Quang Minh này đó là Đức Thầy viết vào ngày mùng 10 tháng 4 năm Canh Thìn năm 1940 và có tất cả là 244 câu mà đồng đạo trích ra trong đó hai câu để mà tìm hiểu qua cái ý nghĩa. Vậy thì bây giờ có hai câu đó là chuông linh cứu ba hồn dục thúc đờn lôi âm khởi điệu im tai. Thì bây giờ ở nơi đây là qua cái danh từ chuông á, đồng đạo mới hỏi vậy với chuông là cái tiếng kêu ấy, là cái tiếng kêu của chuông như thế nào, mà tiếng kêu của cái chuông linh cứu đó là ra làm sao. À, cho nên đồng đạo hỏi qua cái ý này. Thì thưa chư quý vị, ở đây qua cái danh từ chuông tất nhiên là những cái vật thể, mà vật thể đó người ta mới đúc tạo đó là bằng đồng, và trong đó nó có hoa vàng để cho cái tiếng mà nó gian ngân coi như là càng ngày nó càng thâm trầm và vi diệu. Vì vậy cho nên Đức Thầy mới mượn cái từ chuông để mà áp dụng coi như là cho để mà đánh thức là cảnh tỉnh cho chúng sanh. Bây giờ Đức Thầy mới đưa lên có nhiều chỗ Đức Thầy cũng nói chuông, không phải là chuông linh cứu không đâu. Vì vậy bây giờ Đức Thầy mới nói chuông đó là chuông linh nè, dục thúc bên tai, chúc cầu thạnh trị, thới lai sớm đàn. Bây giờ bên đây thì chuông cứu, linh cứu, Đức Thầy ở đây nói là chuông linh. Rồi Đức Thầy lại cho chúng ta biết coi như là con người chúng ta mà không chịu tu rồi đó hen, thì Đức Thầy là ba lần để mà cảnh tỉnh cho chúng ta, là lần thứ nhất là rung chuông lành bằng môn tiếng kệ, gọi hồn người hành thiện chí kinh. Là vô chùa mà thấy mấy ông thầy mà rung chuông đó hen, là đến cái giờ công phu rồi đó mà không chịu thức nữa. Thì bây giờ ra coi cái giai đoạn thứ hai nữa đó hen, là Đức Thầy nó bây giờ coi như là giọng rung chuông mà không chịu thức nữa, tất nhiên là giọng. Nên Đức Thầy nói là nghiệp chướng lăng loàn hải sắc thanh, chuông lành buông tiếng giọng bông ngân. Cấp này là giọng cho mình thức đó. Bởi vì là nếu mà cái tiếng chuông mà vọng lên rồi đó là Đức Thầy nói trong mấy cái bài chú á, là nhất thiết vì cái tiếng chuông mà nhất thiết chúng sanh văn chung thinh phiền não khinh, trí huệ trưởng bồ đề sanh, ly địa ngục sức quả thanh, nguyện thành Phật độ chúng sanh. Vậy thì bây giờ cái chuông đó là Đức Thầy mới cảnh tỉnh cho mình biết là văn chung thinh phiền não khinh, là nghe được cái tiếng chuông là phiền não mình tiêu tan hết, lại nghe chuông phiền não tiêu tan, bồ đề tâm mở trí toan huệ màu, lìa xa địa ngục thảm sầu, khỏi nơi hầm nữa đặng cầu chân tâm, nguyện tu thành Phật chẳng lầm. Nhờ cái tiếng chuông đó mà đánh thức cái con người. Vì vậy cho nên nguyện thử chung thinh siêu pháp giới,
thiết di địa ngục, tất gia văn, văn trần thanh tịnh, chứng chuyên thông nhất thiết chúng sanh thành chánh giác, nguyện tiến chung lành thông các tội, thiết di địa ngục cũng nghe gần, nghe rồi thanh tịnh tâm trọn sáng, tất cả chúng sanh Phật trở thành. Đó tất nhiên là khi mà giọng chuông nó hen là thấu tới, tất nhiên là u minh địa phủ chứ. Cho nên khi mà người ta vô trong coi như là trước khi giọng chuông rồi đó, là hồng chung sơ khấu bảo kệ cao ngâm, thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ, u minh giáo chủ, cứu khổ bốn tôn, cứu bạc minh đồ, nam mô địa tạng vương bồ tát ma ha tát. Vậy thì bây giờ khi mà ta giọng chuông gọi là hồng chung sơ khấu bảo kệ cao ngâm thượng thông thiên đường, tất nhiên tiếng chuông đó là thông tới coi như là ở trên trời. Hạ triệt địa phủ là ở dưới địa phủ đang hành hạ tội nhân ấy, là cũng coi như là xảy ra nè. Hạ triệt địa phủ, u minh giáo chủ tất nhiên là địa tạng bồ tát á, là nghe cái tiếng chuông đó, trong khi đó tất cả các tội nhân nhờ đó mà coi như là xá tội. Thì để trở lại đi, để trở lại coi như là đức thầy mới giọng cái tiếng chuông đó, mà trong khi đó chúng sanh chưa thích nữa thì đức thầy nện, nện coi như là trong khi đó để cho mình thích. Nên đức thầy nói là nện gian một tiếng chuông linh cho người trong mộng và biện minh lễ nào. Cho nên bây giờ đến giai đoạn này không tu nữa hay là đức thầy nện đó, nên cho mình thích. Vì vậy cho nên ở nơi đây là muốn nói qua cái tiếng chuông là cái tiếng đó để mà cho cái như là chúng sanh cái như là đang đắm chìm trong cái đêm tâm tối mà không thích. Ví dụ như ở gần mình có những cái ngôi chùa đó, trong khi đó 4 giờ khuya mấy ông giọng là bon 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 ấy, là mình ngủ mê gì mê, trong khi đó nghe tiếng chuông cũng phải thích. Còn trong kinh Tạp Dụ lại bảo cho chúng ta biết đó là văn chung ngõ bất khởi hộ pháp thiện thần sân, hiện tại duyên quả bạc mà lai báo thọ xà thanh. Có nghĩa là nghe cái tiếng chuông mà nằm ngủ mà không thức dậy đó nghe, là văn chung ngõ bất khởi hộ pháp thiện thần sân, là tất cả các đấng hộ pháp nghe là giận như lắm. Giận cái là mình cứ như là tới giờ công phu mà không chịu nổi. Mà hiện tại duyên quả bạc là hiện tại là cái duyên phước mình cũng như là rất kém, mà nằm ngủ hoài để hen là lai báo thọ xà thân, nghe tiếng chuông mà không chịu thức dậy hen là kiếp sau là phải làm thân con rắn à. Nằm hoài thì tha làm thân rắn chứ làm gì. Đó là trong kinh có nói rất rõ ràng như vậy. Nó như vậy cho nên để trở lại đi, nãy giờ là nói qua cái công năng của tiếng chuông thôi. Công năng của tiếng chuông là như vậy đó, cho nên Đức Thầy mới mượn cái tiếng chuông để cảnh tỉnh người đời chứ không có gì khác. Nhưng mà bây giờ để trở lại như là tại sao Đức Thầy phải nói là chuông linh khứu. Bây giờ chuông linh khứu tất nhiên ở đây Đức Thầy muốn nói coi như là cái tiếng chuông này là cái tiếng chuông là lời kêu gọi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bởi vì hồi xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó là Ngài ở trên cái núi Linh Khứu Sơn thuyết qua cái bộ kinh Diệu Pháp Tuyên Quang. Cho nên bây giờ là Linh Khứu Sơn nè, Kê Túc Sơn nè, Linh Thú Sơn nè, Kỳ Sà Quật nè, là được bốn tên như vậy nè, mà cũng là một cái núi thôi. Bởi vì cái núi đó nó là ở xa xa nhìn giống con chim khứu nên gọi là Linh Khứu Sơn. Ở xa xa nhìn coi như là nó cũng như mình đã nhìn trên núi Két như thế, là giống con chim thú nên gọi là Linh Khứu Sơn. Cho nên Đức Thầy cũng nói là quyết đưa chúng về nơi non thú đó, là cũng là cái núi đó, cũng gọi là cái núi Kỳ Sà Quật, là cái núi mà khi mà ông Ma Ha Ca Diếp đó chẻ núi này chung với cái đó, gọi là núi Kỳ Sà Quật cũng nó. Rồi cũng gọi là cái núi mà Kỳ Sà Quật, rồi Linh Khứu Sơn, rồi Kê Túc Sơn, là cái núi đó là giống hình như là cái chân con gà nên gọi là Kê Túc Sơn. Thì bây giờ Linh Khứu Sơn, Linh Thú Sơn, Kê Túc Sơn là Kỳ Sà Quật là cũng là một thôi, cách thành Duyên Xá nước Ma Kiệt Đà 500 dặm. Đây là theo kinh nha chứ tôi không thấy nha. Cách thành Dương Xá nước Ma Kiệt Đà 500 dặm có một cái ngọn núi đó nên gọi là núi Linh Khứu Sơn. Vậy thì bây giờ ở đây là chuông linh khứu ba hồi dục thúc. Tất nhiên là muốn nói chỗ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi xưa thiết lên cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cũng là một nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là đưa lên cái bông sen để mà trong khi đó truyền tâm ấm cho Ma Ha Ca Diếp. Cho nên trên núi Linh Khứu Sơn Đức Phật mấy là trong đó có tất cả các vị Bồ Tát, rồi Đức Phật coi như là muốn truyền pháp cho coi như là tất cả các vị đệ tử. Đức Phật mới đưa lên cái bông sen, và trong đó là tất cả các vị đại chúng, tất cả các Bồ Tát, các vị tỳ kheo không ai hiểu gì hết, vì chỉ có ông Ma Ha Ca Diếp cười thôi, mỉm cười. Cho nên Đức Phật mới nói: Ngơ hổ nhãn tạng niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng di diệu pháp môn, bất lập văn tự giáo ngoại, biệt truyền kim phú thác cho Ma Ha Ca Diếp.
là hôm nay ta có chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm thật tướng vô tướng di diệu pháp môn giáo ngoại biệt truyền là cái người thứ ba không biết. Nay ta truyền lại cho Ma Ta Diếp, đó là truyền y bát cho Ma Ta Diếp làm tội thứ nhất là tại chỗ núi Linh Cứu Sơn. Vì vậy cho nên Đức Thầy mới nhắc lại là chôn linh cứu ba hồi dục thúc, là Đức Phật muốn nhắc lại là cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi xưa ở trên núi Linh Cứu Sơn là đã ba hồi, mà cái hồi này tất nhiên là cái hồi thứ ba. Cái hồi thứ nhất á, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó là vừa mới đắc đạo đó, là chuyển pháp lưng lần đầu tiên là thuyết pháp cho năm anh em Kiều Trần Như. Đây là cái hồi thứ nhất. Vì vậy cho nên khi mà Đức Phật thuyết pháp là cái hồi thứ nhất, là Đức Phật mới thuyết pháp là cái bộ kinh Trường A Hàm để mà cho năm anh em Kiều Trần Như, và sau khi đó là chứng được cái quả vị A La Hán. À, cho nên hôm nay coi như là thiết lại mà Đức Phật mà còn để lại là Bát Chánh Đạo Tứ Diệu Đề này kia đó, tất nhiên đó là cái hồi thứ nhất nha. Còn cái hồi thứ hai nữa là Đức Thầy mới lăn cái bánh xeo pháp coi như là ở tại cái tỉnh xá Kỳ Hoàng, đây tất nhiên là cái hồi thứ hai. Và cái hồi thứ ba nữa là cuối cùng là Đức Phật coi như là ở trên núi Linh Cứu Sơn là truyền y bát cho Ma Ca Diếp, đây là cái hồi thứ ba. Như vậy là chung linh cứu ba hồi dục thúc, tất nhiên là cái hồi thứ ba là lúc đó Đức Phật thiết lên trong bộ kinh Diệu Pháp liên qua xong rồi thì Đức Phật thực hiện là ba hồi dục thúc. Rồi bây giờ để trở lại giáo pháp của Đức Thầy, có phải có ba hồi không? Cái hồi thứ nhất tất nhiên là Đức Phật Thầy Tây An ra đời năm 1849 đến năm 1856 ngày thực diệt là được 7 năm, là một hồi. Một hồi. Rồi bà đến một cái hồi thứ hai nữa là Đức Phật Trùm làm năm 1868 đến năm 1875, cũng 7 năm, hai hồi. Rồi bây giờ là bên cạnh đó tất nhiên là ông Đức Bổn Sư Dương Sư Giải Bán Khoai, rồi trong khi đó đó là không, Đức Thầy không có nhắc tới, không có đề cập. Mặc dù là năm lần diễn kiếp quá thân để mà độ chúng sanh, nhưng mà Đức Thầy chỉ nhắc trong giáo lý là một là Đức Phật Thầy Tây An, hai là Đức Phật Trầm, kế đó là Đức Thầy ra đời. Rồi đến năm 1939, rồi đến năm 1947 thì Đức Thầy coi như là giáng mặt. Như vậy là Đức Phật Thầy Tây An cũng 7 năm, từ năm 1849 đến năm 1856, 7 năm. Rồi bây giờ Đức Phật Trầm từ năm 1868 đến năm 1875 cũng 7 năm. Đức Thầy ra đời năm 1939 đến năm 1947 cũng 7 năm. Nó có một cái chỗ trùng hợp và cái chỗ là nó khế hợp như vậy là ba hồi. Như vậy thì Đức Phật Thầy Tây An, Đức Thầy coi nhé, là khùng thời quê ngủ núi Sam còn điên chẳng có chùa âm dưới này. Hay là Đức Thầy mới nhắc á, là cảnh thiên trước thơm tho nồng nặc chẳng ở yên còn xuống hồng trần. Ấy vì thương trăm họ dẫn dân nên chẳng kể tấm thân lâm khổ, là Đức Thầy nhắc lại Đức Phật Thầy Tây An ngài là thấu thân trở lại. Rồi Đức Phật Trầm, Đức Thầy có nhắc, có nhắc như là dạy đạo chánh vì thương Nam Việt ở cao miên, vì mến tần hoàng trở về Nam đặng có sửa sang cho tiền tính được thành chân lý. Rồi hôm nay coi như là Đức Thầy coi như là ra đời lần này nữa, tất nhiên là ba hầu như vậy là một hầu thứ nhất Đức Phật Thầy Tây An ra đời là giọng lên tiếng chung là nó không ấy. Cho đến sau khi đó Đức Phật Trầm ra đời là để mà giác ngộ cho chúng sanh cũng là một hồn, nhưng mà chúng sanh không giác ngộ tu. Thì hôm nay Đức Thầy ra đời lần này là lần thứ ba rồi, cho nên Đức Thầy mới nói kiếp chót này đây há lại tiếp chi sắc thân phàm tục, xong về tình cốt nghiệp tinh thân cùng ủng hộ chở che cho sắc phàm bất nội cực hành. Rồi chỗ khác Đức Thầy nói chim ô đà giữa cầu ngân người xưa chở rót mấy lần, ai hay không, mấy lần tất nhiên là trong đó là ba lần là chung linh khứa ba hồi dục thúc. Đời nay rồi giảng thảo ngay thì là thấy tận mặt mày người xưa, đó là chung linh khứa ba hồi dục thúc. Rồi bây giờ đàn lôi âm khởi điệu im tai, lôi âm tất nhiên là trên núi Linh Cứu Sơn nó có cái chùa lôi âm, mà quý vị mình có coi trong phim Tề Thiên không, phim Tề Thiên nó cũng dựng theo như là cái chuyện lịch sử của Đức Phật ấy. Thì trong khi đó ông Tam Tạng vừa tới cũng như là cái chùa lôi âm rồi đó, thì trong khi đó nó ổng gặp cũng như là Phật Tổ, rồi tất cả các vị Bồ Tát, các vị là Maha Ca Diếp A Nan gì coi như là ngồi có hàng trơn rồi Đức. Rồi ông Tam Tạng đó ông kêu coi như là Sa Tăng bắt giá nhé, về Tề Thiên lại đi con. Cho nên ông Tam Tạng không biết coi như đó là ma, nó giả ra Phật. Cho nên trong khi đó là ông Tam Tạng ông nói lại đi con, tới cái chùa Lôi Âm rồi, bây giờ Phật Tổ coi như là ngồi trên đó, con lại đi.
ông trời thiên ông trợn con mắt hai ra, nó giả hư sư phụ, giả thư sư phụ, đó là ma sư phụ ơi, nó là quỷ chứ không phải coi như là Phật. Cho nên trong khi đó ông Tâm Tạng ông trợn con mắt hai, ông hút cây thước bản, ông nhào lên bắt đầu mấy con ma nó giọt hết trơn. Trời Phật mà giọt hết, Phật giả ma, ông ma nó giả ra Phật, nó đâu có phải là thiệt đâu. Thì bây giờ ở nơi đây nó là cái lôi âm giả chứ không phải lôi âm thiệt. Mà Đức Thầy nói cái câu này tất nhiên là đờn lôi âm, tất nhiên là cái tiếng đờn cũng giống như là cái tiếng chuông hồi nãy vậy. Cho nên Đức Thầy nói đờn những câu tỉ mỉ trung hồn cho người đời giả ai bất nông cúi đầu trước quy y Phật pháp. Đây là những cái tiếng đờn của Đức Thầy để mà cảnh tỉnh cho tất cả các chúng sanh. Nhưng mà đờn lôi âm cũng chỉ cho như là cái chỗ Đức Phật ngự, mà cũng chỉ cho như là lời Đức Phật thuyết. Mà khởi điệu im tai tất nhiên là những cái kinh của Đức Phật đó. Và trong khi đó lời giáo lý của Đức Thầy đó thì như là giọng tăng sĩ thanh thao như kiện, hạng đã lâu xong giếng cạn mòn là thanh thao như kiện là im tai chứ còn phải không. Thì bây giờ đờn lôi âm khởi điệu im tai, con lành duyên khá trở thoát hai, tuyên quyết chí giấc người lâm tộc. Thì bây giờ hai cái tất nhiên, một là Đức Thầy dùng vật thể là cái tiếng chuông để giác ngộ cho chúng sanh, hai là Đức Thầy dùng cái tiếng đờn để mà cho chúng sanh để giác ngộ là đêm thanh vắng tiếng đờn khoan nhạc nghe cho tường vọng khắp vạn âm. Vì vậy cho nên hai cái này để mà giác ngộ cho chúng sanh. Còn ba hồi dục thúc hồi nãy đã có kể rồi, tất nhiên là một, tất nhiên là ở tại rừng lộc quyển để mà độ năm em kỳ trượng dân. Hai là một lần sau nữa là Đức Thầy, hầu sau đó là tại tỉnh xá Kiệt Hoàng, và hồi thứ ba nữa là tại núi Linh Chúa Sơn. Còn ở đây coi như là qua giáo lý Đức Thầy thì ba hồi, một là Đức Phật Thầy Tây An, hai là Đức Phật Trầm, ba là Đức Thầy, tất nhiên là ba hồi dục thúc. Như vậy cho nên ba hồi dục thúc là cái lần này tất nhiên lần thứ chót rồi, cái hồi thứ ba rồi là lần thứ chót rồi, dội lời kêu thúc thì chuông linh khúc ba hồi dục thúc. Còn câu này Đức Thầy nói là lần thứ chót dội lời kêu thúc thì Thầy nhắc cho bổn đạo rõ lòng. Mà bây giờ lần này mà mình không chịu tu nữa thì nếu mãi mê mang mùi tục lị liên hồn chìm đắm chụp mê hạ, lòng Thầy chui sót được Thầy ta nghe được lời khuyên tỉnh thế nào. Rồi đến đây cũng xin hết cái đề tài này. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì tiếp theo chương trình mời mấy cô có thắc mắc những câu giảng trong giáo lý Thầy thì mình nêu lên để cho chú Tư tiếp tục chia sẻ với quý vị trong buổi tối hôm nay. Cô, mấy cô hỏi là tụi con hỏi ạ. Hỏi đi. Hỏi đi Quỳnh. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì tiếp theo xin hỏi chú Tư qua những câu giảng của Đức Thầy. Đức Thầy cho biết là thấy dương trần ngủ mãi ngủ hoài, thức dậy mà tầm đạo kiếp bài, để thi cử khỏi mang tiếng gớt. Thì ba câu giảng trong giáo lý của Tổ Thầy thì là Đức Thầy cho biết là thấy dương trần ngủ mãi ngủ hoài, mà ngủ mãi là ngủ hồi nào, mà ngủ hoài là ra sao. Rồi đến thời kỳ này rồi Đức Thầy kêu mình thức dậy mà tầm đạo kiếp bài, mà bài ở đây là Đức Thầy dạy cho mình cái bài gì, rồi để thi cử khỏi mang tiếng gớt, và cái ngày thi cử là như thế nào. Thì kính mời chú Tư trình bày cho đồng đạo ở đây nghe chung. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị, tiếp theo là đồng đạo nhanh nêu lên trong ba câu giảng của Đức Thầy. Ba câu đó là thức dậy mà tầm đạo kiếm bài, để thi cử khỏi mang tiếng gớt, rồi sách phiến thiện miệng kêu không ngớt, mà nào ai có thức dậy tầm, ta nghĩ suy cũng bắt hổ thầm, nên than thở thì cần một tiếng. Thì trước câu đó đó là Đức Thầy nó mê với tỉnh á, nhận ra là lý, thấy dương trần mới ngủ mãi ngủ hoài, là Đức Thầy cho chúng ta biết là trong cái cuộc đời này con người chúng ta bị mê sai quá đi, nên Đức Thầy mới viết lên câu này để giác ngộ cho tất cả các chúng sanh. Vậy thì bây giờ qua ba câu giảng mà đồng đạo nhanh nêu lên là chúng tôi được biết được trích từ trong cái quyển tư á, tất nhiên là cái quyển Giác Mê Tâm Kệ. Mà quyển Giác Mê Tâm Kệ này đó là Đức Thầy viết đó vào ngày 20 tháng 9 năm 1939, và có tất cả đó là 846 câu, mà đồng đạo chỉ trích ra trong đó ba câu để mà mình tìm hiểu. Vậy thì bây giờ qua ba câu đó là thức dậy mà tầm đạo kiếm bài, để thi cử khỏi mang tiếng gớt. Có lẽ là mình ngủ quá nhiều rồi, mình ngủ quá nhiều cho nên Đức Thầy bảo mình phải thức dậy.
Như vậy là thức dậy, tất nhiên là bây giờ mình phải thức để mà tìm đạo kiếm bạc. Thưa chưa quý vị, như là thấy dương trần ngủ mãi ngủ hoài, thì hồi nãy chúng tôi cũng có nói rồi đó, là nó ngủ coi như thời kỳ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi xưa coi như là đã ra đời 49 năm trước hết. Có lẽ là mình cũng có duyên với Đức Phật rồi, cho nên là mình đã có duyên, cho nên bây giờ mình mới được gặp đạo. Nhưng mà mình cũng còn ngủ, không có chịu thích. Rồi 33 vị tổ tiếp nối theo để mà truyền đạo nữa, trong khi đó chắc có lẽ là mình cũng có trôi nổi và lên xuống, cũng có gặp được tất cả các vị đó. Rồi mình cũng không tu, rồi bỏ qua. Rồi ngủ mãi cho đến khi là đến coi như là 1226 năm sau đó, thì bây giờ Đức Phật Thầy Tây An ra đời. Thì bây giờ thời kỳ của Đức Phật Thầy Tây An ra đời năm 1849 đến năm 1856, trong thời gian vậy chắc có lẽ là mình cũng có coi như là có duyên trong thời kỳ đó đâu, mà cũng còn ngủ không chịu thích. Rồi cho đến Đức coi như là Phật Trùm ra đời, hồi nãy có nói tất nhiên năm 1868 đến năm 1875, thì trong khi đó ngài cũng đem coi như là cái chân truyền của Bửu Sơn Kỳ Hương để giáo đạo, mà mình cũng ngủ nữa, không chịu thức. Thì rồi bây giờ đến khi Đức Phật Trùm đã tịch diệt rồi đấy, thì nói tiếp theo nữa tất nhiên là Đức Bổn Sư năm 1878 cho đến năm 1890 là 12 năm như vậy, mà ông cũng ra đời để mà giáo hóa là cứu độ cho chúng sanh, mình cũng vẫn còn ngu nữa, không chịu thức. Không chịu thức cho nên bây giờ cộng thêm nữa là 2 năm nữa là ông Siêu Giải Bản Phai ra đời, xuất hiện trên kinh Diễn Tế, ai ai cũng làm mặt căng tôi chẳng biết, cầm quê mùa dốt nát âm thầm ai hay. Khoai lang ăn nấu ăn chiên ai mà có muốn hết, đến thiền mà mua, bao nhiêu cứ lựa cho vừa, mà tiền nông chẳng có hơn thua làm gì. Việc đời nhiều nỗi ly kỳ, mà ăn khoai ăn đá cũng thì kết tâm. 2 năm như vậy, ông quá hiện năm 1901, năm 1902. Ông quá hiện trong khi đó như là ông vắng bóng. Rồi trong khi đó mình cũng ngủ nữa, ông để lại cho tất cả cái như là chúng sanh là một cái quyển gọi là 11 hầu. Bây giờ mình còn đọc tới đọc lui đó, nhưng là những cái tác phẩm đó rất là có giá trị và rất là siêu mộc. Ngủ nữa không chịu thức. Không chịu thức rồi biết sao giờ, cho nên Đức Thầy ra đời. Đức Thầy ra đời năm 1939 cho đến năm 1947 là ngài vắng. Trong thời gian vậy là 7 năm 10 tháng lẻ 7 ngày. Mà bây giờ trong khi đó mình cũng còn ngủ nữa, không chịu thức. Cho nên Đức Thầy mới kêu gõ qua câu này là thấy dương trần ngủ mãi ngủ hoài, ai kêu thức dậy cù nhầy cha mẹ vẫn bỏ cho mày ngủ luôn. Biết thức biết ngủ lị tuôn, mà thức rồi là ngủ lại hay là ngủ luôn bỏ mình. Cho nên bây giờ nếu mà chúng ta coi như là không chịu thức lần này đó, mà còn dậy nữa tất nhiên là ngủ lại là tiêu. Nên Đức Thầy bảo cho chúng ta là thấy dương trần là ngủ mãi ngủ hoài là vậy. Thấy không? Rồi bây giờ đồng đạo nhanh mới hỏi qua cái ý là thức dậy mà tầm đạo kiếm bài. Bây giờ thức dậy đây là thức sao? Thức dậy tất nhiên là bây giờ mình phải chổi hỏi, là mình phải thức bằng cách là tỉnh táo, chứ không phải kiểu thức dậy mà còn cái như là tự ẻ. Thấy không? Cho nên Đức Thầy nói là nhân sanh còn hỡi ngà ngà giấc say. Thức rồi mà coi như là còn ngà ngà. Thức mà trong khi đó không có chịu thức trọn vẹn. Nên chỗ này Đức Thầy bảo mình phải thức dậy mà tìm đạo kiếm bài. Thôi bây giờ vấn đề mà kiếm bài đi, nói cho nó mau hơn. Bây giờ kiếm bài mà kiếm bài gì vậy? Mà nếu mà chúng ta không kiếm bài đó nghe, là sau này không có bài để thi. Phải không đồng đạo cường? Bây giờ Đức Thầy mới bảo cho chúng ta phải là kiếm bài. Mà bài gì đây? Thì bây giờ là cái bài thứ nhất đó, là Đức Thầy bảo cho chúng ta đó là hai thời công phu cúng lại. Đây là bài này. Ai mà tu mà không có cúng lại hai thời công phu đó, là cái chỗ đó chưa phải gọi là kiếm bài. Vậy là kiếm bài tất nhiên là sớm chiều công phu. Bây giờ Đức Thầy có nói giờ là hai thời công phu là bài không? Có. Đức Thầy mới nói đó là nghe theo lời chỉ sau đây, lãnh bài cầu nguyện về đài mà tu, đúng không? Đây là bài này, tất nhiên là công phu. Rồi chỗ khác Đức Thầy lại nói đó là cái bài này tất nhiên là cái bài công phu, tất nhiên là ra đi để lại một bài nha, cho trong bổn đạo hôm mai rèn lòng. Ra đi để lại một bài là cái bài công phu, cũng lại là sớm chiều bình đẳng trở lời thường hành như vậy, nhớ lời đừng sai.
hay là sớm với chiều gắn chiếc nguyện cầu thì cũng được tội chứng dựng để. Thì bây giờ cúng lại công phu đó là bài đó. Để sau này khi mà Đức Thầy trở lại hỏi cho mình có làm bài không. Có, mà làm bài có vậy mà hai thời công phu có điều đặn không, hay là bỏ, hay là ngày hai thời cúng lại sạc lơ. Mà nói chuyện thiên cơ quyền bí, nói rằng tu mấy năm trì trí thấy dương trần dấu mỹ hoài hoài. Có mấy điều tu ở bề ngoài mà bá tánh không mài không miệt, có hai thời công phu mà bỏ lên bỏ xuống, mà họ làm bài cái gì, thấy không? Rồi bây giờ đến cái bài thứ hai nữa đó, thì Đức Thầy bảo cho chúng ta biết đó, là cái bài này đó hen, là chúng ta cần phải cố gắng, cần phải làm. Thưa chứ quý vị, vậy thì bây giờ là đầu tiên tất nhiên là công phu đầu, mà cái đến cái bài thứ hai đó là hàng ngày đó, là chúng ta coi như là đối nhân sự thế tiếp dẫn. Thì bây giờ trong khi đó là chúng ta cần phải có, phải làm. Vì vậy cho nên bây giờ cái chỗ này thì tất cả đồng đạo ai cũng có và ai cũng hiểu, nhưng mà ở đây chúng tôi chỉ nói thêm vậy thôi. Vậy thì bây giờ cúng lại, ăn chay, niệm Phật, làm lành, bố thí, nhẫn nhục, thì những cái này những là cái bài của cái người tu mình hết. Hỏi bây giờ cúng lại mà không ăn chay tất nhiên là mới có được một bài thôi. Bây giờ cúng lại là phải ăn chay, ăn chay cần phải niệm Phật, niệm Phật cần phải làm lành, làm lành cần phải giữ giới, giữ giới cần phải nhẫn nhục. Và trong những cái bài này đó là hàng ngày chúng ta cần phải tập, cần phải làm hay là đạo cường. Mà nếu như những cái bài này mà chúng ta không làm rồi đó hen, thì đến cái ngày thi rồi không có bài đâu nữa, không có cái bài đâu để mà coi như là để giám khảo chánh thưởng. Thì bây giờ không biết bao nhiêu bài, nhưng mà tôi nói gọn gọn vậy thôi, để mà mình trong khi đó là để mà chúng ta nghiên cứu thêm. Vì vậy cho nên qua cái chỗ này thức dậy mà tầm đạo kiếm bài để thi cử khổ mang kiếm gớt vào đồng đạo. Hỏi gì chứ thi, bây giờ cái bài thi đó làm sao? Cái bài thi đó tất nhiên là thi như thế nào? Thì thôi bây giờ nói cho nó mau đi. Tại vì chương trình đó thì nghi vấn chúng tôi chỉ đơn cử gọn gọn vậy thôi chứ không có chi tiết gì nhiều. Nhưng mà bây giờ qua vấn đề thi đó, thì Đức Thầy cho chúng ta biết gì? Thiên đình chưa mở hội thi, là lúc Đức Thầy ra đời chưa mở hội thi, nên đã phải phiêu lưu độ chúng, là để mà độ cho tất cả các chúng sanh, chưa có phải đến cái hội thi. Nhưng mà bây giờ từ đến cái hồi lúc mà Đức Thầy ra đời năm 1939, Đức Thầy viết cái bài này là vì thiên đình chưa mở hội thi nên đã phải phiêu lưu độ chúng. Nhưng mà đến đây là 86 năm rồi, 85 năm rồi, thì bây giờ chắc cái hội thi gần kế rồi, gần kế rồi. Cho nên bây giờ đó là muốn thi đó, thì bây giờ Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết, tất nhiên là đến cái ngày thi đó là chống chưa thùng sĩ tử dựng chờ trong. Trong ngóng mau mau thấy mặt rồng là bản hổ, danh đề tên chí sĩ đem tài thao lược giúp con sông. Là hiện tại bây giờ trong khi đó chống chưa thùng, mình là sĩ tử mà vẫn chờ trong. Là mình giờ sĩ tử là cái người học trò đang như là chuẩn bị cái ngày thi. Vì vậy cho nên bây giờ trong đến cái ngày đó là để mà bản hổ danh đề tên chí sĩ. Tất nhiên là được ghi tên son tại bản vàng quý quá sánh môn ngọc của thế. Thì bây giờ trong khi đó nó thi đó, thì mình được biết hen, thì chào quốc thì thi văn, mà nhân tùng thi chánh, mà nhân tăng là thi lòng. Cho nên thi đây tất nhiên là không phải thi tiền bạc, không phải thi tài sức, không phải thi của cải, mà ở đây coi như là thi cái công đức của mình á. Nhờ chỗ ấy là mới thi công đức, tất nhiên là thi cái công đức mình nhiều hơn quốc gia ít. Vì vậy cho nên á, là cái chỗ này coi như là nguồn đạo mới nêu lên hỏi qua cái ý, tất nhiên là thức dậy mà tầm đạo kiếm bài để thi cử là khỏi mang tiếng đất. Là bây giờ chúng ta phải tu làm sao đến cái ngày thi cử mà chúng ta được đậu. Vì vậy cho nên là kỳ thi chót muốn nên phải gắn, mà chiến đòi chiều không xuống phút đi, chúng sanh ái ngại những gì mà lời khuyên của Phật dân di chưa làm. Vì vậy cho nên muốn coi như là đạt được cái kỳ thi công đức sau này đó, hạ nguyên là chính lúc chọn lừa, lành thì làm, giữ nên chừa, thiện tồn ác thất, thiên cơ định rồi. Thì đó tất nhiên là đến cái ngày kỳ thi nó là vậy. Vì vậy cho nên để thi cử khỏi mang tiếng rớt đó hen,
là khi mà đến cái ngày mà thi đó thì sao? Thì Đức Thầy cho chúng ta biết là đến kỳ thi danh thầy chạm bảng trên đài cao là có các linh hồn. Thì lúc đó Đức Thầy coi như là gọi tất cả các những cái linh hồn nào, những người nào mà có tu hay có công đức thì Đức Thầy đều gọi kêu tên hết. Mà người nào mà đến cái giai đoạn đó mà Đức Thầy không kêu tên đó thì Đức Thầy cho chúng ta biết xem chung cuộc phong thần tại thế xử nè, những kẻ hung hăng tồi tệ mà thưởng những người trung nghĩa vẹn toàn, là những người mà trung nghĩa là chúng ta như là được vào trong cái hội thi. Vì vậy cho nên cái hội thi đó tất nhiên là cái hội là đến cái ngày đó là cái ngày cuối cùng, là cái ngày để mà chọn lọc lại cái thành phần tử ưu tú và cái thành phần tốt. Tất nhiên là đến cái ngày đó tất nhiên là còn giữ được đời thượng quân thánh đức. Còn ngược lại tất nhiên là những người nào mà không tu, những người nào mà nghịch thiên bội địa, những người nào mà bảo ác, những người nào có nghĩa là mẫu trao phản chúa đó, thì sau này coi như là bị xử hết. Là Đức Minh Dương ngự chốn Nam Thành đặng phân xử những người bội nghĩa, cho nên những thành phần đó là không tốt. Vì vậy cho nên qua cái chỗ này là Đức Thầy cho biết coi như là thức dậy mà tầm đạo kiếm bài để thi cử khỏi mang tiếng rớt. Tất nhiên là chúng ta không có rớt ngay trong cái thời kỳ đó, trong cái đó có ba hội. Và cái hội thứ nhất tất nhiên là cái hội Long Dân. Cái hội thứ hai tất nhiên là cái hội Long Đình. Cái hội thứ ba tất nhiên là cái hội Long Hoa. Cho nên bây giờ là ba kỳ thi cử, cũng như hồi xưa coi như là có ba, coi như là cái hội ba, coi như là cái ba lần thi cử đó, là trong đó coi như là Thám Hoa, Bản Nhãn rồi Trạng Nguyên. Là cái lần đầu tiên thi tất nhiên là đậu Thám Hoa, cái thứ hai tất nhiên là Bản Nhãn, cái thứ ba tất nhiên là đậu được Trạng Nguyên. Còn bây giờ là nếu đến cái thời kỳ đó là phải ba lần để mà vô hội. Mà vô hội thứ nhất tất nhiên là cái hội Long Dân, cái hội thứ hai tất nhiên là thi để mà vô cái hội Long Đình, cái hội thứ ba tất nhiên là thi để mà vào cái hội Long Hoa. Mà giờ cái hội Long Dân đó là Đức Thầy nói đó, là sau này nếu như mà ai mà tu hành ngon lành đó thì Long Dân đến hội đó là lầu son dự kề. Mà Long đó là rồng, mà Dân đó là mây. Long Dân tất nhiên là cái hội rồng mây, mà hội rồng mây đó là chừng sau đến hội rồng mây người đời mới biết điên này là ai. Mà cái hội rồng mây này tất nhiên là giống như con rồng mà nó gặp mây, là cái thời cơ nó tới là đổ được, như là mà được ghi tên son tại bản vàng, là khi mà chúng ta đổ đạt được là giống như rồng gặp mây, như cá gặp nước, nên gọi là hậu rồng mây, là mới coi như là được chấm đậu thôi. Khi được chấm đậu rồi đó thì bây giờ mới là bước thứ hai, tất nhiên là vô cái hội Long Đình. Long đó là rồng, mà đình tất nhiên là triều đình, tất nhiên vô trong đó được gặp vua. Mà khi được gặp vua đó thì Đức Thầy mới nói là Minh Hoàng chưa ngự đại mây, gẫm trong thế sự còn đầy gian trưng. Mà tới chừng đó đó là chừng nào ta gặp Hấn Hoàng, chúng sanh mới hết phần nạn chỗ căn, là chúng ta sẽ được gặp vua. Đó là hội Long Đình. Cho nên Đức Thầy khi mà khi vô được cái hội Long Đình xong rồi đó thì tới cái hội Long Hoa. Mà cái hội Long Hoa đó tất nhiên khi mà vô thi cử được cái hội Long Hoa không mang tiếng rớt á, là bây giờ cái hội Long Hoa là chọn được ba thành phần. Một là thành phần trung hiếu, hai là cái thành phần là hiền đức, ba tất nhiên thành phần niệm Phật cho nhiều, là để thi cử khổ mang tiếng rớt nha. Mà nếu như ba cái điều kiện này mà chúng ta không có đó nha, là vô cái hội Long Hoa không được. Nên Đức Thầy nói là cõi trung ương lưng chuyển phương Nam, mở hội thánh nè, cái hội Long Hoa chọn người trung hiếu. Mà ai có trung có hiếu thì bây giờ là không rớt. Còn người nào mà bất trung bất hiếu là không được chọn là rớt, để thi cử không mang tiếng rớt. Vậy thì bây giờ cái thứ nhất tất nhiên là phải trung hiếu. Trung hiếu giữ gìn phận con tôi, thấy sự bao la ta chẳng quản, tiên cảnh non bồng sẵn dị ngon. Rồi bây giờ cái thành phần thứ hai là phải hiền đức. Mà hiền đức đây tất nhiên là Đức Thầy chọn những cái thành phần tu mi quân tử là những thành phần hiền đức. Hậu Long Hoa chọn kẻ tu mi người hiền đức đó, là người còn chân chúa. Đây tất nhiên là được chọn không rớt, là người nào phải hiền đức mới được. Rồi chỗ khác Đức Thầy nói là lập rồi cái hậu Long Hoa đặng câu hiền đức đó, là được là bao nhiêu gian tà hồn sát cũng tiêu thảm thương ba tánh chính chiều được đao. Vậy là muốn thi cử khỏi mang tiếng rớt tất nhiên là một là phải trung hiếu,
hai là phải hiền đức, cái thứ ba là phải niệm Phật cho nhiều. Niệm Phật cho nhiều đó là Đức Thầy nói là Phật Dương Đà chỉ rõ mái diệu quyền chuyển lập hậu long qua chọn những đấng tu hành cao công quả. Mà những thành phần mà tu hành mà cao công quả đó là chỉ có niệm Phật mới cao công quả thôi. Mà Đức Thầy nói là từ đây đến buổi thanh bình muôn người niệm Phật là quả mình biết bao. Cho nên cái chỗ này là công quả cao. Vậy thì bây giờ cái thứ nhất tất nhiên là trung hiếu là được đắc. Cái thứ hai tất nhiên là hiền đức là được đậu. Cái thứ ba là phải niệm Phật cho nhiều mới công đức. Đó tất nhiên là để thi cử khỏi mang tiếng rớt. Là ba điều kiện đó tất nhiên là chúng ta vô được ba cái hội. Một là hội Long Dân, hai là hội Long Đình, ba là cái hội Long Hoa. Tất nhiên là vô được ba cái hội này xong rồi thì Đức Thầy cho chúng ta biết đó, ai mà được vô cái hội Long Hoa thì sau này kiến diện bậc chân sư tu hành mau đắc quả, sau thì làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình. Là đúng giai đoạn đó là cái con người chúng ta coi như là sống được đời thượng quan thánh đức, là không còn coi như là bị rớt xuống cái cõi ta bà khổ sở này nữa. Đến đây thì cũng xin hết đi. Nam mô sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mình sao vậy? Quá hay chú ơi. Thì vừa qua chú Tư đã trình bày về ba câu giảng trong giáo lý Đức Thầy, nói lên cái đề thi mà Đức Thầy chúng ta cho để cho tín đồ đang chuẩn bị làm để rồi sau này thầy về thầy chấm thi. Thì giờ đây mấy cô chú cũng hiểu cái đề thi của mình ha. Thì thôi cố gắng mình về mình cố gắng làm bài, để tới đó mà không có bài nộp cái là nguy hiểm. Dạ giờ đây thì mấy cô chú mình có thắc mắc những câu giảng nào mình nêu lên cho chú Tư chia sẻ. Quỳnh mấy chuyện nữ kìa. Anh câu giảng nào Quỳnh Cường đi. Quỳnh Cường dạ. Anh ở đây anh, lâu lâu anh Tư mới xuống mấy anh như ở đó là xứ nhà. Xứ nhà nó nhường. Úc có gì hỏi không Úc? Hỏi đi chị. Hỏi vấn đề nữa đi. Bây giờ quý vị không có hỏi phải không? Hỏi, hỏi câu hỏi. Hỏi. Cái câu của Đức Thầy là Lam Kiều Hữu Độ Vắng Que đó, môn không cửa mẹ nhau đi, cái nghĩa là sao? Hà Động đọc đúng chánh văn đó. Hai cái câu giảng đó đó, thì có nhiều khi chúng ta đánh đồng và nhận hiểu giống như là Lam Kiều, mà cái cầu Lam Kiều của Đức Thầy đó, qua sông nhà được cầu Lam đó, tu hành nào đỡ chùa Am làm gì. Cho nên qua cái câu này là Lam Kiều Hữu Lộ Vắng Que, ngục môn không cửa mà hẹn nhau đi, là trong cái bài Để Chân Đất Bắc á. Mà cái bài Để Chân Đất Bắc á, thì Đức Thầy viết á, là vào đó tháng Giêng năm Canh Thìn có ngày, và có tất cả là 314 câu mà nêu ra phân câu hai câu thôi. Lam Kiều Hữu Lộ Vắng Que đó, Lam Kiều đó là chỉ cho cảnh tiên, là cái nhà cát, nhà văn chương á, người ta hay dùng cái danh từ Lam Kiều á là để chỉ cho cái cảnh tiên. Kìa Lam Kiều đừng thẳng bước lên nơi đó chẳng bấp bênh đau khổ. Còn cái chỗ khác Đức Thầy nói là tu hành nào đỡ chùa Am làm gì, qua sông nhà được cầu Lam, tu hành nào đỡ chùa Am làm gì. Nhưng mà giờ nếu mà nói qua đó để tôi kể cái chuyện chút xíu cho nó hơi vui vui chút nha. Trong cái chuyện của Lam Kiều thì Lam Kiều tất nhiên là ở đây là Lam tất nhiên là sông Lam, mà Kiều á, tất nhiên là cái cầu, là cây cầu bắc qua cái sông Lam nên gọi là Lam Kiều. Mà ở tại nơi đó đó là cái chỗ coi như là được, mà hồi xưa đó có một coi như là cái chàng thanh niên, mà chàng này coi như là muốn đi tìm Phật mà không biết coi như là ông Phật ở nơi đâu. Cho nên trong khi đó coi như là hàng ngày ấp ủ trong tư tưởng,
và muốn làm sao tìm được cho gặp Phật. Thì một hôm nọ đó, cái anh chàng thí sinh này đó mới khăn gói lên đường liều chổng đâu đó đàng hoàng mới đi. Mà trong khi đó đi đó thì không biết đi chỗ nào để tìm Phật bây giờ. Cho nên bây giờ cứ việc đi hoài vậy, đi suốt trong thời gian gần một tháng. Thì bây giờ trong khi đó mới gặp được cái ông lão. Thì cái ông lão này coi như là đầu tóc bạc phơ, coi như là râu tóc, là cái ông này coi như là đạo mạo tiêu không. Cho nên thân hình quắc thước cũng như là hết sức là tốt đẹp cuối cùng. Thì coi như là trong khi đó cái ông già mà ông mới hỏi. Ông hỏi vậy chứ chú là chú đi đâu vậy? Đi tìm cái gì vậy? Thì cái chàng thanh niên này coi như là mới trả lời. Nó dạ thưa ông, bây giờ trong cái cuộc sống của tôi quá ư như là buồn khổ. Cho nên bây giờ tôi muốn đi tìm Phật tiền tiên để mà ông dạy cho tôi những cái phương pháp nào đó. Để mà trong khi đó để mà tôi làm theo, để mà tôi không còn buồn, không còn khổ nữa. Cái ông già đó, ông mới coi như là nói thôi, chú muốn đi tìm tiên tìm Phật đó, thì bây giờ chú á, tôi cho chú 4 câu thơ này. Chú câu theo 4 câu thơ này cũng là một cái năng thơ, để sau này coi như là chú đi tìm Phật tịnh tiên. Thì cái ông già ông mới viết lên 4 câu thơ, đó là nhất ẩm quỳnh tương bất cảnh sanh, quyền xương đảo tận kiến dân anh, lam kiều tiện thị thần tiên quật, hà tất khi khu thứ ngọc kinh. Cho nên trong khi đó cái anh chàng thơ sinh này đó, ảnh mới nhìn vào trong cái lá thơ đó, bài thi đó, ổng cứ đi tìm hoài nhưng mà cũng không bao giờ hiểu ra được cái bài thơ nội dung như thế nào. Cho nên đi ghé coi như là tới cái cầu Lam, tới cái cầu á, cái tới cái cầu đó bắt ngang cái sông Lam có một cái liều quán nhỏ của một cụ bà, mà cụ bà này có 2 người con gái là dân Kiều với dân Anh. Thì trong khi đó chàng thí sinh đến đó như là mỏi mệt cũng chiều rồi, xin tá túc như là nghỉ đêm đó. Thì trong khi tá túc nghỉ trong đêm đó đó, thì coi như là dân Kiều mới bưng nước ra coi như là để mà mời để mà uống nước. Thì anh chàng thơ sinh này đó hen, anh thấy như vậy đó, anh thấy coi như là cái nàng này coi như là nó cũng ngộ người mà cũng đẹp, mà ở đây coi như là cái người này coi như là muốn nói là cái người tiên. Cho nên trong khi đó là cái anh chàng này, anh chàng thư sinh này anh nói bây giờ anh cậy anh hỏi đặng mà cưới sinh. Thì bà già đó bà mới nói coi như là biết bao nhiêu những cái người coi như là danh gia vọng tộc và biết bao nhiêu người giàu có, mà đến đây dặn hỏi tôi cũng không bao giờ tôi gả. Mà bây giờ tôi không lựng là cái người đó giàu hay là nghèo, cái người đó là quan hay là dân, mà bất cứ là ai đến đây để mà cầu hôn với con gái tôi là dân Kiều, là người đó phải có cây chài bằng ngọc làm xính lễ thì tôi gả cho, chứ tôi không có làm khó dễ cho, không cần tiền bạc gì hết. Bởi vì tôi ở đây là có cây cối bằng ngọc nhưng mà thiếu cây chài bằng ngọc thôi. Chừng nào có được cây chài bằng ngọc đó thì tôi coi như là gả coi như là cái con gái tôi cho. Thì bây giờ anh chàng thư sinh này bây giờ trong khi đó là thất vọng rồi. Bây giờ làm sao mà kiếm được cái như là cái chài bằng ngọc. Nhưng mà nhớ lại cái ông già ông cho cái bài thơ này nè. Thôi bây giờ nó quay trở lại coi như là kiếm cái ông già nó coi. Thì bây giờ coi như là cái chàng thơ sinh này coi như là quay trở lại coi như là sau khi đó mới gặp được cái ông già. Khi ông già ông mới cho được coi như là cái chài bằng ngọc rồi đó, thì anh chàng thơ sinh này đó mới đến tận cái chỗ như là bà lão đó làm xính lễ. Và cuối cùng coi như là cưới được coi như là nàng dân Kiều. Thì bây giờ khi mà cưới được nàng dân Kiều rồi đó, thì bà lão này bà lấy cái chài bằng ngọc đó, bà có cối bằng ngọc mới giả thuốc tiên. Trong khi giả thuốc tiên xong đó, thì bây giờ cái chàng thơ sinh rồi cùng coi như là bà lão và dân Kiều, dân Anh đều uống cái loại thuốc mà giả loại cái thuốc mà thuốc tiên đó. Thì 4 người này đều được thành tiên hết. Như vậy thì mẫu chuyện như trên nó làm sao thôi, bây giờ coi như là để mà phụ bình đi. Phụ bình đây coi như là cái ông già mà quắc thước mà râu tóc bạc phơ đó là muốn chỉ cho Đức Thầy. Còn cái bài thơ đó tất nhiên là cuốn giáo lý đó.
Còn bây giờ cái chài bằng ngọc đó, tất nhiên Đức Thầy chỉ cho chúng ta một cái phương pháp để tu. Còn cái cối bằng ngọc của cái bà lão đó, tất nhiên là cái chỗ vận hành của mình để giả thuốc tiên. Mà khi đã giả thuốc tiên xong, bốn người này đều được thành tiên hết. Thì ở đây muốn nói tất nhiên là tất cả các chúng sanh, nếu như mà biết được áp dụng vào trong giáo lý của Đức Thầy, thì bây giờ người nào coi như là khi mà áp dụng thì người đó cũng được thành tiên thành Phật hết. Nhưng có điểm đặc biệt, có điểm đặc biệt tất nhiên là ở nơi đây là cái chỗ quán trọ, ở nơi đây tất nhiên là cái chỗ sông Lam, ở nơi đây tất nhiên là cầu Bắc Ngang, coi như là sông Lam là cái chỗ cái quán thôi, mà tại sao mà lại coi như được thành tiên hết. Thì bây giờ ở nơi đây là muốn nói coi như là thành tiên thành Phật, không cần phải vô chùa vô chuyện, không cần phải ở nơi đâu hết, mà chỉ ngay chân cái chỗ này là cái chỗ như là cái quán trọ thường tình thôi, vậy đó mà tôi cũng được thành tiên thành Phật hết. Vì vậy cho nên Đức Thầy đưa ra cái giáo pháp dạy cho tất cả các chúng sanh tu cái hen là không cần ở chùa chiền, là Phật tử ở chùa hay chẳng, sự tu hành cũng vẫn như nhau, vô vi chứ chẳng sắc màu Phật đâu cũng có chỗ nào là không, chỗ nào cũng có thành Phật thành tiên hết. Nhưng qua câu này là Lam Kiều Hổ Lộ Vắng Que, là chỉ cho cảnh tiên, chỉ cho cái chỗ được thành tiên mà nó vắng que không có người tới. Còn ngục môn không cửa mà hè nhau đi, tất nhiên là những cái chỗ tội lỗi, những cái chỗ con người sai đắm mà có như là phải bị đọa đó, thì bây giờ chen chúc nhau để mà đi. Nên Đức Thầy mới nói nơi cửa Phật á, thì ôi người càng quảnh vắng, còn chốn nhà ma đó thì chen chúc quá thêm đông. Hay gọi gì không? Vì vậy cho nên đó là nơi cửa Phật thì ôi người càng quảnh vắng, còn chỗ này Lam Kiều thì hữu lộ vắng que, là không có người tới. Còn ngục môn không cửa đó mà hè nhau đi, là những việc làm mà tội ác tội lỗi, người ta cứ nhau chen với nhau để làm. Cho nên thiên đường hữu lộ quang minh tự tại, nhân liêu đáo mà địa ngục vô môn hắc ám trầm lưng khất cạnh tâm. Cho nên cái nơi thiên đường hữu lộ quang minh tự tại mà ít có người tới, còn địa ngục vô môn hắc ám mà tối tâm mà khất cạnh tâm, tất nhiên là chen với nhau vô đó mà tìm. Thì cái chỗ này coi như là Đức Thầy cũng có nói thiên đường siêu thoát thời thông thả đó, địa ngục trầm lưng ác đạo điên, nên chọn một. Vì vậy cho nên qua hai câu này, Lam Kiều Hổ Lộ Vắng Que là ý muốn nói là cảnh Phật cảnh tiên là những cảnh thanh nhàn thanh thoát, ít có người tìm tới. Còn ngược lại là địa ngục đó, là vô môn, địa ngục vô môn hắc ám trầm lưng, mà chỗ này Đức Thầy đó là thiên đường hổ lộ vắng que, ngục môn không cửa mà hẹn nhau đi. Như vậy là cái cửa ngục môn là nó không có cửa, địa ngục vô môn, duy nhân tự chịu, thiện ác chi báo nhãn tùy hình. Địa ngục không có cửa mà người tự giờ nó tới. Thiện ác chi báo nhãn tùy hình có nghĩa là thiện ác nó giống như coi như nhưng mà bóng mà theo hình vậy, không bao giờ coi như là mất được. Đó tất nhiên là nội dung qua hai cái câu giảng như trên á, là muốn nói coi như là những cái cảnh thiên đường, những cảnh sung sướng, những cái cảnh tự tại, những cái cảnh Phật mà ít có người tìm tới. Còn ngược lại coi như những cái cảnh mà đau khổ, những cái cảnh mà chết chóc mà không có cửa mà mình tự chen vô, là nội dung có hai câu giảng như trên. Nhưng còn cái ý thứ hai nữa, cái ý thứ hai nữa tất nhiên là Đức Thầy muốn nói qua cái bài để chân đất bắt này đó, là muốn nói qua cái thời kỳ sắp tới, chứ không phải mà nãy giờ bàn đó là ở đây coi như là nói chung chung coi như là theo cái lực nhân quả và theo cái tâm muốn của con người. Nhưng mà ở đây là qua hai câu này đó, là Đức Thầy muốn nói qua cái thời kỳ tận diệt sau này. Thời kỳ tận diệt sau này đó là Đức Thầy sẽ mở ra hai cái con đường. Một là con đường địa ngục vô môn. Tất nhiên là Lam Kiều Hổ Lộ Vắng Que, ngục môn không cửa mà hè nhau đi, là một là địa ngục không cửa. Hai là cảnh thiên đường thông thả, là cảnh đời thượng quân. Nhưng mà đến thời kỳ thượng quân đó thì Đức Thầy nói đó, thì cho chúng ta biết đó, là hoàn cầu trái đất chuyển xây, gớm ghê cho chúng phơi thay muôn ngàn, hoặc giả là gẫm trong thế giới đó là còn đôi ba phần. Vậy thì bây giờ ở đây là thiên đường hổ lộ vắng que, tất nhiên là gẫm trong thế giới mà còn có đôi ba phần, hay là 10 phần hết, 9 phần tan, 1 phần còn lại toàn vàng với châu, còn con phần một không vắng que xíu à. Rồi bây giờ cái vấn đề mà
mà coi như là ngũ môn không cửa mà hè nhau đi, nó lại đông, nó lại sao? Là quý vị mình biết lên trên Dầm Nao đó, là ngũ môn không cửa, tất nhiên là cái cửa của năm chèo, là cái chỗ đó coi như là cái chỗ ngặt nghèo, đâu có cửa đâu mà chen vô đi. Người ta vẽ cái tranh đồ họa thôi đấy, là đi trên cái lưng của ổng hơn bị lan trai có mấy người mà vô họng con năm chèo hiên là chen với nhau đi, coi như là nó nghẹt hết trơn trời. Đó là cái tranh đồ họa thôi, nhưng mà sau này nó cũng dốc y như vậy. Thì Đức Thầy mới nói cái chỗ này, tất nhiên là sau này đó là Nam Kiều Hổ Lộ vắng que, tất nhiên lặp lại cái đời Thượng Quan Thánh Đích. Còn được một cái số người vậy đó là rất ít, mà Đức Thầy nói là 100 mới được, mà ối thâu có 10 người là Hổ Lộ vắng que. Còn ngục môn không cửa mà hè nhau đi là cái chỗ mà chết chóc, là cái chỗ hổ lang ác thú muôn bậy. Rồi cái chỗ như là con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau cái việc thảm sầu thiết tha chị ấy nổi dậy con ba có con nghiệp thú nút mà người hung, là cái chỗ này đấy, là cái chỗ người ta lại đông chen chứ sao mà đông. Thì bây giờ ở chỗ này coi như là Đức Thầy muốn nói qua đến cái thời kỳ Thượng Quan Thánh Đức đó, là Lam Kiều Hổ Lộ vắng que, ngục môn không cửa mà hè nhau đi, thảm cho trẻ hại nhi liệu điệu, vợ xa chồng vẫn biểu thế lương, phong trần dài dạng gió sương chưa ban hâm, báo hùng cường đua tranh. Là cái chỗ đó là cái chỗ ngục môn, mà bây giờ lại đua tranh với nhau là Đức Thầy nói là sấm giang thì lộ bản vàng, chuyên du thế giới khắp tràn tới thi, rồi chữ thi gần chữ sầu bi, bị ham của báo ly kỳ máu thơ. Là cái chỗ đó tất nhiên là cái chỗ coi như là ngục môn không cửa mà hè nhau đi, là chen với nhau vô đó để mà chết. Nó chư ban ham báo hùng cường đua tranh, còn một trận, còn một cuộc chiếu manh giành xé khắp quần cầu, bỏ ra một nơi nhìn xem châu ngọc chiều mơi, sao đời không sớm tách giờ cõi mê, đặng đi về trong cái cõi Phật. Để đến việc thảm thê thê thảm, mắt hoàng trần tường đã bi ai, cũng đồng cốt nhục hoài thai, nên ta gắng sức miệt mài giải thiên, thời với phú thần tiên giáng bút bởi cơ trời đã khúc bên lưng, để không tu chuyện khổ cũng ơn người tu hành gặp cảnh dương vần trợ thai. Thôi cho anh chàng quá tay hết. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.